Những thằng hèn. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới xã hội. Cảm cảnh trước tình cảnh quân đội nhân dân Việt Nam, bao nhiêu người càng thấm thía với mô tả của tướng Lê Mã Lương. Về giới tướng lính quân đội là chỉ giỏi nhiều tiền hoặc là chỉ riêng Ngô Xuân Lịch còn không biết đọc bản đồ thực địa. Thật không thể tưởng tượng nổi một cán bộ trong các thành viên 50 năm tuổi đảng thốt lên những giọng nghẹn lại. Đến đất nước này mà thằng Khoa còn không dám há miệng nói tên Trung Quốc, mà vẫn chỉ là cái từ nước ngoài với họ như là những thời còn chưa bị Tàu Cộng ngồi xổm lên đầu. Nhưng bây giờ rồi lại thằng Lịch, sếp của thằng Khoa, họp quốc hội cũng không dám há nổi cái từ Trung Cộng, thì quân đội mình còn tinh thần ý chí đâu mà đánh với chả chát. Nếu bị Tàu Cộng tấn công, đúng là một lũ mặc váy mang lòm tướng, đúng là những thằng hèn. Thằng Khoa và thằng Lịch mà những người cán bộ lão thành trên nói đến là Trung tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Viện Quốc phòng, và Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Lồng trong bối cảnh hai quan chức này đã phát biểu tại phiên họp thảo luận vào sáng ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Quốc hội về bối cảnh phức tạp của tình hình an ninh thế giới, đặc biệt là trên tình hình Biển Đông, nước ngoài, và họ đã dùng những từ ngữ cố định trên môi miệng của viên tướng Khoa. Cho dù cuộc họp quốc hội này đã được thông báo là chỉ họp riêng và bàn về thực chất của một cách như một cách họp kín, để báo chí và người dân chỉ được biết tin tức ở một mức tối thiểu nhất. Đến giờ phút này rồi mà thằng Khoa còn không dám há miệng nói tên hai chữ Trung Quốc và gọi tên ba chữ bãi Tư Chính đã bị tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 cùng các tàu hải cảnh xâm phạm, quấy nhiễu, thăm dò, mà vẫn là mấy từ đó là nước ngoài với họ. Nhưng như vào thời còn chưa bị Tàu Cộng ngồi xổm lên trên đầu như bây giờ, rồi đến cả thằng Lịch, sếp của thằng Khoa, họp quốc hội cũng không dám há nổi về hai chữ Trung Quốc. Toàn bộ chứng tự kỷ chính trị câm nín ấy diễn ra trong bối cảnh đã gần 4 tháng kể từ ngày Trung Quốc điều tàu thăm dò khảo sát Hải Dương Địa chất 8 và các tàu hộ vệ cho tàu này xâm phạm bãi Tư Chính như chui ra chui vô ở chốn không người, chốn vô chủ quyền. Nhưng lực lượng cảnh sát biển và hải quân Việt Nam vẫn chưa một lần dám nổ súng cảnh báo. Trong khi đó, toàn bộ giới chóc bu của Việt Nam, từ ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân trở xuống, vẫn kiên định cầm như hến mà không dám một lần nêu tên Trung Cộng. Càng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy giới văn rốt võ nát này dám kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Không chỉ người cán bộ lão thành đã công nhẫn, mà nhiều ý kiến của người dân và giới trí thức trên mạng xã hội cũng đã chỉ đích danh Trần Việt Khoa và Ngô Xuân Lịch là hèn, hèn tướng, sợ đến đái cả quần, không xứng đáng được làm cách chức tướng, phải bị cách chức, và không khí phẫn nộ dẫn đến mức chỉ chờ đến nó bùng nổ mà thôi. Lại thêm một chuyện bi nhẫn khác, đúng vào ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội ngày 21 tháng 10, lại có một đoàn phát biểu quân sự cao cấp do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu tham gia diễn đàn Hương Sơn ở Bắc Kinh lần thứ 9 khai mạc tại Bắc Kinh. Ở nơi đó, Ngô Xuân Lịch, trong khi vẫn một miệng bó miệng không thốt lên ra nổi hai từ, ba từ bãi Tư Chính và Trung Quốc, thì vẫn cười trợt xã giao với các tướng lĩnh tàu như không có chuyện gì xảy ra trên Biển Đông. Nhưng Trần Việt Khoa và Ngô Xuân Lịch còn không hề cô độc, bởi trước đó họ cùng những quan chức cao cấp bị người dân Việt Nam đặt cho biệt danh là thằng hèn. Tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ vào cuối tháng 9 năm 2019, đã có một cơ hội dành cho tân thành viên không thường trực của Bộ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Việt Nam cầu cứu Hội đồng Quốc tế khủng hoảng bãi Tư Chính. Thế nhưng Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã lại chỉ ấp úng các bên liên quan về căng thẳng Biển Đông, mà không dám một lần dám nhắc tên đến cái tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 hay là kẻ đứng sau hoạt động thách thức này. Và cũng đồng thời đồng điệu với Nguyễn Xuân Phúc, không một lần ông Minh dám nhắc cái tên Trung Cộng. Thái độ cúi đầu cam chịu ấy đã khiến cho Minh cùng xếp với ông ta là ông Nguyễn Phú Trọng
bị mạng xã hội chỉ trích lên án dữ dội và đặt cho biệt danh là thằng hèn. Vậy, nếu nổ ra tình huống xấu nhất, tức là bị Trung Quốc tấn công, Bộ Quốc phòng và Hải quân Việt Nam sẽ đánh trác ra sao? Sẽ tiếp tục phát cờ cho ngư dân ra thuyền biển lớn và lại khiến làm rộ lên câu vẻ dân gian chống giặc bằng cờ, chống ngập bằng lu, đứa nào nói đảng ngu thằng đó là phản động. Cám cảnh trước tình cảnh của quân đội nhân dân Việt Nam, bao nhiêu người ta càng thấm thía với mô tả của tướng Lê Mã Lương về dưới tướng lĩnh quân đội chỉ giỏi nhiều tiền hoặc là Ngô Xuân Lịch còn không biết đọc bản đồ thực địa. Trong khi đó, 6 tàu ngầm Kino của Hải quân Việt Nam mua của Nga với giá hàng ngàn tỷ USD từ tiền đóng thuế của người dân được cho là còn phải đi chống ngập ở Hà Nội với Sài Gòn. Còn các tàu chiến khác, kể cả tàu buồng hiện đại nhất thế giới mang tên là Lê Quý Đôn, tuyệt đối mất dạng. Phần lớn lực lượng Hải quân Việt Nam vẫn phục vụ trong tư thế chuẩn bị hay phản gọi là tư thế bất lực, kiên định bám bờ, ngư dân bám bờ, hải quân bám biển. Cũng trong khi đó, viên đô đốc hải quân Nguyễn Văn Hiến bị khởi tố bởi tội ăn đất. Trở lại về vấn đề Biển Đông, Việt Nam không thể cứ chờ nước đến chân mới nhảy. Lãnh đạo Việt Nam thường khoe khoang tài năng với câu tục ngữ giữ nước từ xa, nhưng trên thực tế nói vậy chứ không phải là vậy. Thời nay đâu phải giữ nước như thời năm 1975 bằng cây AK-47 với cục lương khô sản xuất từ Trung Quốc, hay tới những chiếc T-54 dàn hỏa tiến SAM sản xuất từ Liên Xô do các chuyên gia Liên Xô hướng dẫn kỹ thuật. Thời nay, việc giữ nước bao trùm nhiều phương tiện. Ta mới nghe nói đến thuật từ chủ quyền không gian mạng, tức là lãnh vực không gian mạng cũng có thể trở thành một đối tượng tương tự như lãnh thổ mà một quốc gia có thể chiếm hữu, tuyên bố chủ quyền, quản lý, khai thác kinh tế lẫn quân sự. Xâm phạm đến chủ quyền không gian mạng của một quốc gia này đã có thể quy vào tội là xâm phạm chủ quyền của quốc gia khác. Đặt ra câu hỏi của các cán bộ của nhà nước Cộng sản Việt Nam, có hiểu thế nào là chủ quyền để có thể bảo vệ sở hữu hữu hiệu chủ quyền? Theo tôi thấy, mấy người hiểu vụ bản đồ đường lưỡi bò xuất hiện trên phim ảnh quốc tế, trên hệ thống GPS xe cộ, hay là trên các quả địa cầu nhựa có nguồn gốc từ Trung Quốc, vân vân. Những thứ này lan tràn trên khắp các nước trên thế giới và ngay cả Việt Nam cũng có. Hôm qua tôi đọc báo thấy đại khái như là hải quan Việt Nam lúng túng không biết xử lý ra sao những chiếc xe nhập tạm vào Việt Nam để chờ sản xuất lại có hình lưỡi bò trên hệ thống GPS. Hôm trước thì vụ trong phim Odomilabel lọt vòng Việt kiểm duyệt của Việt Nam được trình chiếu tại các rạp cine. Theo tôi, thái độ của Việt Nam trong vụ này rõ ràng là thấy ghẻ mọc ở đâu bôi thuốc ở đó, mà không tìm hiểu là nguồn gốc ở đâu để chữa tận gốc. Vụ chiếc xe hay bộ phim thì quá dễ, pháp luật Việt Nam phải xử lý theo pháp luật của Việt Nam. Bà con lại còn nhớ vụ thanh niên gốc Việt Nam có tên là Nguyễn Thanh Vân, quốc tịch Úc, đi buôn bạch bị chiếm hải quan Singapore bắt được lúc quá cảnh qua xứ này. Thanh niên này bị tòa án Singapore kết án tử hình. Vụ này thì chính phủ Úc can thiệp, dân chúng vận động ghê gớm lắm, rốt cục Singapore vẫn xử anh Vân. Vụ chiếc xe nhập vào Việt Nam, pháp luật Việt Nam, chiếc xe này có thể là bị tịch thu và bị chủ phá hỏng nặng nề. Vụ cuốn phim cũng vậy. Việt Nam lâu nay không dám kiện Trung Quốc vì sợ. Theo tôi, Việt Nam có thể nhân vụ kiện này để kiện các chủ hãng xe, các chủ hãng phim, hay tất cả các nhà sách có bản đồ đường lưỡi bò. Bản đồ hình lưỡi bò không chỉ đơn thuần là phạm pháp luật Việt Nam mà còn cả phạm pháp luật cả quốc tế nói chung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời sự của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất, những thông tin đa chiều để gửi đến quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn, những ai chưa bấm nút đăng ký, đừng quên bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nóng hổi từ phía chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn, xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.